Thưa quý vị, từ lâu nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội được xem là cứu cánh, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tại huyện Xuyên Mộc, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phát huy vai trò tích cực trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Ghi nhận tại xã Tân Lâm, địa bàn xa nhất của huyện Xuyên Mộc. Thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hơn 5 năm qua, thông qua sự ủy thác của các hội đoàn thể, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đã giúp hơn 5.100 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và duy trì việc làm cho hơn 6.000 lao động, giúp cho hơn 2.500 hộ gia đình dây vốn hỗ trợ học sinh sinh viên, đồng thời giải quyết cho hơn 10.200 hộ ở nông thôn dây vốn đầu tư công trình nước sạch và nhà vệ sinh. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã phối hợp với lại các hội đoàn thể làm phối hợp chặt chẽ để mà thực hiện các nội dung ủy thác thì nhằm làm chuyển tải cái nguồn vốn được đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách là kịp thời, nhanh chóng và đúng đối tượng thụ hưởng. Hàng năm thì Ngân hàng Chính sách Xã hội và các hội đoàn thể cũng lập một cái kế hoạch kiểm tra để kiểm tra giám sát cái mục đích vay vốn và trong đó cũng có kiểm tra những cái mục đích vay vốn của hộ vay vốn để nhằm cho hộ vay vốn đạt cái kết quả tốt nhất. Tính đến tháng 9 năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đã cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ gần 48 tỷ đồng với hơn 1.000 hộ vay vốn tại xã Tân Lâm. Trước khi vay vốn Ngân hàng Chính sách, bà Châu Thị Mariza, người dân tộc Chăm, ngụ ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc là hộ nghèo quốc gia với thu nhập chủ yếu từ nghề mua bán dây chai và đi làm thuê. Hỗ trợ gia đình bà Mariza, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã hai lần cho bà dây 95 triệu đồng để đầu tư trồng tiêu, cây ăn trái và chủ yếu là chăn nuôi bò dê. Đến nay gia đình bà có đàn dê hơn 20 con và 3 con bò cái sinh sản. Công việc làm ăn thuận lợi, cuối năm 2019 bà làm đơn xin thoát nghèo và trả một phần vốn, đồng thời hàng tháng gửi tiết kiệm 200 đến 300 ngàn đồng để trả dần số tiền dây còn lại. Cũng nhờ phường xã rồi với trưởng ấp đồ ta động viên cho mình nên là mình mới đi vay cái vốn này để mình chăn nuôi, mình sản xuất ra để có sau này để cho tương lai cho con cái của mình. Nó đỡ hơn nhiều chứ. Từ đó là mình thấy gia đình mình khổ lắm, khổ thật là khổ luôn. Mà nhờ nhà nước quan tâm như vậy là mình thấy mình rất là đỡ nhiều. Gia đình bà Ngô Thị Ngọc Dung là gia đình chính sách, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc cho vay 40 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ vay vốn hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để đầu tư chăm bón vườn tiêu và cây ăn trái. Nhờ nguồn vốn này mà gia đình có điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó cải thiện thu nhập cho gia đình. Năm 2014 mình có vay bên chính sách để về mình làm vốn, trồng tiêu làm vốn để mà phát triển kinh tế gia đình. Kinh tế thì ổn định rồi, con thì cũng ăn học đàng hoàng. Cảm ơn bên chính sách cho mình hỗ trợ cho mình, vậy thì mình cũng có được cái kinh phí để mà mình đầu tư rồi thu nhập để có nuôi con ăn học. Để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước dễ dàng, đúng đối tượng, các ban ngành đoàn thể của xã Tân Lâm đã phối hợp rà soát, bình bầu công khai, minh bạch. Địa phương thường xuyên rà soát những cái tồn tại hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục những cái sai sót để làm sao đưa cái nguồn vốn đến với nhân dân được tốt hơn. Và trong hàng tháng thì phải báo cáo về cho Đảng ủy và Ủy ban về cái quản lý và đặc biệt là các cái đối tượng nợ xấu. Để từ trên cái tinh thần đó thì coi như Đảng ủy, Ủy ban sẽ lãnh đạo cái tổ thu nợ hồi nợ xấu để giải quyết, đặc biệt là cái trường hợp chậm đóng lãi và nợ xấu sai mục đích. Thì trong suốt thời gian qua thì phải nói Tân Lâm thì chưa để xảy ra cái trường hợp mà giải quyết sai cái mục đích cũng như là cái nguồn vốn vay. Để góp phần cùng huyện Xuyên Mộc thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính để tăng trưởng nguồn vốn, tăng cường phối hợp với các hội đoàn thể, chính quyền các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, qua đó tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.